Thưa quý vị, liên quan vụ hai nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh ghi xôn xao dư luận vài ngày qua. Một chi tiết được nhiều người quan tâm là tung tích của hơn 8 lượng vàng bị cướp. Ngày 3 tháng 12 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ số vàng tăng vật trong vụ cướp tiệm vàng được cất giấu tại khu vực ấp Đầu Dòng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh. Theo công an, sau khi bắt giữ được nghi phạm trong vụ cướp tài sản tại tiệm vàng có địa chỉ ở khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp công an huyện Châu Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh các thông tin có liên quan, trong đó tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại bị hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lời khai của nghi phạm, công an phát hiện một bịch ni lông màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng được cất giấu trong bụi cây bên con kênh qua ấp đầu dòng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. Qua kiểm tra, bước đầu cơ quan công an xác định số vàng bị cướp có trọng lượng hơn 8 lượng vàng 18k, đồng thời lập biên bản tạm giữ tăng vật để xử lý theo quy định. Trước đó, như báo Thanh niên đã thông tin, tối 30 tháng 11 có hai nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành lấy đi một số vàng rồi tẩu thoát. Lực lượng công an triển khai khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ nghi phạm, lại thế việc khi đang trên đường lẫn trốn tại Tiền Giang. Bước đầu, nghi phạm lại thế việc khai nhận chiều 30 tháng 11, nghi phạm này cùng nghi phạm Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, mang hai khẩu súng đi cướp tại tiệm vàng. Khi tàu thoát đến đoạn thuộc xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, khi thấy tổ công tác công an huyện Càng Long, thì nghi phạm Quang tăng ga bỏ chạy dẫn đến tự té ngã và tử vong. Có quan đã thu giữ hai khẩu súng rulo, đạn trì và nhiều tăng vật khác. Vụ cướp tiệm vàng này đang được công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những tin tức mới nhất sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanh niên vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.